Con chuẩn bị sẽ làm đám cưới, trân trọng mời cô dự với tụi con. Thì cô nói nguyên Mỹ rồi thì mình nói dạ vâng, thế là đợt sau, lúc sau cô nói là bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn đó cô. Lần đầu tiên mà còn để tóc giống giống em y chang vậy này, tóc búp bê. Em giống như là em bị ấn tượng luôn. Em thấy nó vượt diễn viên mà xấu nữa, xấu lạ. Nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói à, vậy hả? À vậy hả? Đấy lại là báo xong lại bình thường hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về em chẳng vậy. Chào cô, em chào ơi. Dạ. Đây, con thấy hôm nay cô giống như bà xui chưa? Ôi giời ơi, đúng cái hình ảnh này là hôm bữa mẹ con ở trên sân khấu này đám cưới con là cô bằng mọi cách cô phải làm này, cô tái hiện này. Đấy, vì không về ăn đám cưới tụi con được. Dạ, thành ra hôm nay cô giống như là dự đám cưới lại vậy đó. Cô thay mặt chương trình Vợ Chồng Son này, cô thay mặt anh Đức Thuận này, chúc tụi con là trăm năm hạnh phúc. Cả trăm cái gọi là bún đậu mắm tôm. Mua mai bán đắt. Đâu cả trăm chi nhánh chứ. Cả nước nữa con nhớ. Bây giờ nó tới Vũng Tàu rồi. Đấy, dạ. Cho nên cứ thế phát huy nhá. Dạ vâng ạ, hai vợ chồng con cảm ơn cô ạ. Thật sự thì con mời đám cưới cũng rất nhiều người, nhưng mà cũng mời vào cô vào đúng lúc 4 giờ sáng thì là cũng là một cái mà cũng rất là kỷ niệm á. Ừ, kỷ niệm. Nhớ hoài luôn. Lúc hôm nay cô là bên Mỹ và lúc bây giờ nó trái bây giờ mình mà em gọi điện như bình thường à. Thôi, tụi con chuẩn bị sẽ làm đám cưới, trân trọng mời cô dự với tụi con. Thì cô nói nguyên Mỹ rồi thì mình nói dạ vâng, thế để đợt sau, lúc sau cô nói là bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Đó, thôi bây giờ mời ngồi đi, mời ngồi đi. Rồi. Trời ơi. Bây giờ mời hai đứa giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Vì trước đi. Tại bình thường ở nhà thì vợ nói, sau đó thì em mới được nói ạ. Nên là thôi cứ nhường vợ trước đi. Dạ, nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Dạ, con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán. Trời ơi, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Thế nãy tao vừa chúc 100 đấy thầy. Rồi bây giờ tới Khoa đây em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vi ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ, kém vợ con 3 tuổi ạ. Ô, ba đã biết được con sắp 34 rồi. Không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm Khoa. Con già lắm Khoa. So với vợ con thì con già lắm ấy. Dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nối niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ. Nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nối niềm và nghiêm túc. Thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em nó bắt đầu như thế nào. Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Ừ, kể cơ duyên nào đi. Tụi con gặp nhau. Dạ, tụi em gặp nhau lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài á. Bạn em rủ em đi xem. Tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó. Thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi, chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ, 2015 á, là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn đó cô. Lần đầu tiên mà còn để tóc giống giống em y chang vậy này, tóc búp bê á. Em giống như là em bị ấn tượng. Em thấy nó vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Lúc đó chưa làm quen, đến tuần thứ hai em đi xem tiếp thì bắt đầu diễn ở đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu, hay nhìn xuống em hoài à. Chắc là cũng để em lúc đó giao lưu với cả em không phải là người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu, thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Nhưng mà con tả Vi lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ, nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang ngang thế này. Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là ad Facebook, ad Zalo đồ. Về thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này, xong rồi em thấy tên, cái em vô thấy đăng Mạc Văn Khoa, cái em vô em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? À vậy hả? Rồi đấy lại đáp án xong là con bình thường. Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về mới chẳng vậy. Bản thân mình là cũng ấn tượng rồi. Cô gái và thật sự là khi chụp hình về thì mình cũng muốn biết cô ấy là ai, bởi vì là người đầu tiên xin chụp hình với mình. Sau về đấy mới tìm hiểu nói chuyện là
tâm sự và nhắn tin qua lại. Vợ con làm khuya thì mới nhắn, là hồi đấy vẫn anh em thôi, chưa biết là con nhỏ tuổi hơn thì cũng cứ xưng em thôi. Mới hôm đấy thì làm thì vô tình xe bị hư để kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ, thì con mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị. Thì con chạy thế con đón Vi. Sau đấy lúc thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu, thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi. Thế thì đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò. Sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi, mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái phí của mình nó không đủ. Ăn trong áp lực cô ạ. Thì vâng, thế rồi sao? Bốn tô bún bò. Bây giờ sao? Cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì con nói với Vi đấy. Có gì lần sau thì anh thanh toán anh bù. Thế lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Thời sinh viên có được 800.000 ạ. Đi chơi. Dạ vâng, hôm đấy thì dạ hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Đủ khả năng. Con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ. Chứ mình đi ăn là mình thấy anh nói cắm laptop này em cứ ăn đi thì cũng hơi ngại. Sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của cái chương trình đó. Thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi dạ, em Vi đều đi theo để dạ, mà đều đi ủng hộ, xem đúng không? À, xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là giống như là con ái mộ Khoa thôi đúng không? Dạ, hay là đến, lúc đó là đã yêu nhau luôn? Đến cái vòng mà gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau. À là coi như chính xác. Dạ, tức là yêu nhau đó. Là ngày 5 tháng 6 2015 á. Nhưng mà về chung kết là 12 tháng 6 2015. Về cái việc gọi là tỏ tình á thì anh Khoa anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ tỏ tình thì là em tỏ tình, nhưng mà giống như là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường, nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết. Con bực mình nữa, con cứ câm lặng. Dạ lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Con trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á, nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính. Rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lót đường đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới được không ạ? Thì con cũng bày tỏ tình cảm và tụi con thì không có, lúc đấy thì cũng không có lãng mạn gì đâu, không có một cái buổi tối gì lãng mạn để tỏ tình ở đâu, nó chỉ là qua tin nhắn, qua lời nói thôi ạ. Sau đêm chung kết thì con được giải nhì, và như cũng như anh Thuận nói là từ lúc mà quen nhau cái là lúc nào cũng đồng hành với con, và sau đêm chung kết thì đồng hành với con tới lúc có bầu luôn, là lúc nào cũng đi theo con, mà hai đứa đi xa quay ở đâu rồi cũng đi với nhau hết ạ. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Nếu tới mà... đám cưới của anh Giang, anh Trường Giang là 2018, ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới. Rồi tiền bạc Vi... thì cũng rủng rỉnh đúng không? Số cổ. Dạ cũng có trang trải một chút ít ấy, nhưng mà Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì em bị áp lực nhiều ạ. Nên là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bu vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Dạ chứ còn trước đó là em vẫn đi làm, vẫn nói chung là vẫn tự chủ được tài chính. Và những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay nhắn là... tin chửi em nữa ạ? Nhắn tin riêng, vô Facebook em nhắn tin ngoài riêng. Ngoài nói em mê chửi. Tiền ra thì còn nói em gì nữa? Dạ, lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả. Sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền, bắt đầu đi sửa sắc đẹp. Nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn đó. Ok, mình làm dâu của người và là nổi tiếng thì mình không quen thì vẫn buồn khóc, nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì ý là không nhỉnh bằng Vi. Về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Mọi người không có hiểu hết được cái tình cảm của hai đứa, không hiểu được hai đứa bên trong là cái gì. Thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Nhiều lúc nhìn vợ anh buồn lắm. Có cái gì thì mình cứ nói thật ra thì hai vợ chồng hiểu nhau. Trước khi có em bé thì hai vợ chồng con thì
có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn. Bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con, thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong rồi sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm. Ồ. Không hỏi thăm con luôn, toàn con hỏi như thăm vợ mặt thôi. Với con luôn ấy. Đấy, bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Ờ, đấy các cụ là hay thế lắm em ạ. Ừ. Rồi nhưng mà bây giờ quay lại cái chuyện tình yêu của tụi nó đi chị. Không phải là em tò mò thôi. Em không tò mò. Cái phần này chị nhường cho nhưng em. Nhưng mà gì nè, thế này nè. Tại vì trong mắt của anh á là Khoa nó rất là hiền. Bây giờ em hỏi luôn cho nên đi. Anh muốn biết là trong tình yêu đó thì bạn ấy có hiền như vậy hay không? Dạ cũng hiền lắm anh. Lúc nào cũng hiền, hiền đến bực mình á. Đến bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Dạ nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5 tháng 6 ạ, trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy, thì con đứng trước gương thì con cũng thở đưa cái mặt, mình hay tập diễn mà, thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm cơ. Cho nên vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi, thì bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Rồi lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động và, đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Thế bây giờ cô hỏi thật nhé, cô hỏi thật thế. Trong 7 năm yêu nhau, cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất? Dạ chắc là lúc biết con có bầu á cô. Lúc mà con báo là có em bé đó. Dạ. Thế lúc đó sao con? Ôi rồi ôi, con được làm bố rồi. Trời ơi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Và hôn bụng. Bụng hơn 2 năm mới có được em bé. Là vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn con nữa mà cũng chưa được ạ. Chưa được. Ôi yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chúc. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là nói xấu nhau. Vì biết vì xem nói xấu nhau ấy con. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không Vi? Chồng em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi chứ còn là bừa bộn, tức là bừa bộn đúng không con? Dạ. Bừa bộn cỡ nào? Dạ, bừa bộn mà nếu mà không có con thì chắc cái nhà rác lên thấy sao. Thế là quá bừa quăng, rồi. Kiểu quăng thoải mái vậy. Level cao rồi. Xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo anh mặc hôm chương trình này hôm chương trình kia là phải con tìm, chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm không à. Là quên đúng không? Nhiều khi đi diễn về mệt cái đầu cái quăng lại này anh ỷ lại á, tại có người dọn cho nên ỷ lại. Với lại mình cũng phải có tật xấu chứ anh. Mình sống là hoàn hảo quá nó áp lực lắm nhỉ. Đôi khi em có thể là em kể về em có thể gấp bộ đồ nó rất là đơn giản thôi. Đôi khi mình cũng phải tỏ ra mình có tật xấu gì đó chứ. Mình hoàn hảo quá vợ chủ quan ấy. Mình hoàn hảo quá vợ chủ quan ấy. Đừng bao giờ để vợ chủ quan trong hôn nhân, trong cuộc sống gia đình. Mà lúc nào vợ cũng phải nghĩ chồng, phải làm cái này cho chồng này kia chứ. Vợ chủ quan quá không làm gì cho mình hết, lâu lâu nó khô lắm anh ạ. Còn em thật sự em không phải là người ẩu tả, không phải em nói đâu, nhưng mà trong ví dụ trong công việc kịch bản hay tất cả đồ đạc này con rất là kỹ luôn. Nhưng mà khi về nhà thì mình nó thoải mái xíu chứ mình cứ cả trong công việc rồi kỹ rồi về nhà cũng kỹ càng, nó cuộc sống nó không có màu sắc. Đôi khi thì cái quần thì mặc về thì quăng ở đấy thôi thì nó cũng bình thường thôi. Bị hổ đó. Thế thôi. Thế còn gì nữa không? Thế có mê game không hay là mê... Có đam mê gì không? Dạ đam mê câu cá. Nhiều khi câu cá đâu? Sao già thế con? Chung là con nó cũng giống như mặt của con á. Cuộc sống của con nó cũng chậm xíu. Mặc dù trời rất nắng, có thể là 11, 12 giờ trưa đi câu cá. Nên là da nó đã đen rồi thì nó cứ liên tục đen như thế. Lâu lâu vợ cũng nói là spa gì này kia với vợ đi thôi. Dạ có, đi chăm da như chăm 10 ngày thì đi câu cá một ngày là coi như xong rồi. Thì mình đi đâu trả lời cho nắng vậy đó. Là cái đam mê á. Khi cũng bực mình. Nhưng mà chồng nói là anh chỉ có đam mê câu cá thôi, anh không đam mê gì khác hết. Em mà còn cấm nữa thì sao được thì thôi. Thế thời gian nữa lại thêm cờ tướng nữa đấy con ạ. À. Câu cá với đi ra nhiều khi một ngày được nghỉ là chỉ có gặp chồng con được buổi tối vài tiếng thôi. Dạ, con ơi, là đi cả ngày. Ấy, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Có ghen không con? Dạ không, cô con thèm được ghen mà không ghen. Không ghen à? Từ sao con tự tin thế? Bây giờ luôn con thèm được cảm giác. Chồng ghen. Về ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi. Còn con thì không con ghen quá, chưa dạ bao giờ không. Bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Còn nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương mà sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con không thể nào mà
vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được. Thật sự luôn đấy, mà về con rất là tin tưởng luôn. Nhiều lúc mình nhìn vào gương mình nói là một người đàn ông như thế này thì vợ làm sao mà có thể bị cuốn hút về một người đàn ông khác được chứ. Quá hoàn hảo đúng không? Dạ vâng ạ. Mắc mơ màng đó. Dạ vâng, cho nên là con rất là tin tưởng luôn. Nhân đây nói luôn đi. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Là cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào? À, giống như cái bếp ga anh là bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Dạ có cắn con một lần ạ. Dạ, thừa sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa Khoa? Dạ vâng. Lâu rồi ạ. Nó chưa cưới. Nó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có con nó phải nặng lắm cho nên mới cắn. Dạ ghen đấy ạ. À, ghen với ai? Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Dạ. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn của với lại bạn con nữa thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị ngắn gọn quá, bị không như kiểu là xúc tích quá. Con thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ đâu, nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi, xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con mới bắt đầu là nói chuyện lại. Rất là thẳng tính luôn ạ. Nhiều khi là ví dụ như trong quản lý một cái quán thôi, đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề, thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây là thẳng quá thì nhân viên nhiều khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cả nể quá, phải có người này người kia cô chứ hai đứa đều thì mà lúc nào cũng phải khác nhau đó. Nhưng mà gì cũng hay, đó là một cái sự bù trừ lẫn nhau. Chứ còn tật xấu gì không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn. Chẳng hạn như là đi mua sắm online. À có. Dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ, và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn. Đôi khi con ra con lấy hàng xong rồi điện anh ơi con hàng đen nó vẫn ở ngoài nhá, anh vào anh khóa cửa, là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Đấy, biết tên tất cả mọi người luôn. Và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi. Bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết rồi dở. Nhà mẹ con mua cho con không có gì đâu ngoài đồ. Và đôi khi thì nhận là một câu cái này em mua cho con, cái này em mua cho con. Nói chung là lướt mạng xã hội thì có thể chán, nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không bao giờ chán. Lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì Mạnh Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con mong là bớt suy nghĩ ạ. À. Dạ. Bớt suy nghĩ nặng lại, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Cứ sống nó thoải mái thôi. Mình. Thế còn Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Dạ. Em cứ nói thẳng ra. Giống như lúc cưới thì em nói là chồng em đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo. Cho nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn. Chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hôn con thì phải hôn vợ nữa. Giờ hôn con hay không? Ôi đó là rồi. Một cái điều ước là chính xác luôn. Tôi một hiểu cái rồi. Mong muốn quá tuyệt vời bây giờ luôn. Chốt một mong muốn thôi nãy giờ. Không có quyền mong muốn nhiều thứ. Còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Dạ, bây vâng. giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi. Hai mẹ con phải nghe nhau chứ. Chết chưa. Hôm nay con mới nghe được cái điều đấy đấy. Dạ. Nhưng mà lần sau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Nói thẳng với anh chứ đừng có để trong lòng lâu như thế. Đúng rồi. Anh định nói. Thôi bây giờ nhân hôm nay nè, anh muốn Khoa có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không? Tại sao mà lần mà nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới là anh cảm thấy rất là hồi hộp, và nó như là lần đầu ấy. Bởi vì để mặc được chiếc váy cưới này em đã phải thiệt thòi rất là nhiều, phải chờ đợi rất là lâu. Thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không chỉ là 1 năm 2 năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời này. Đúng là thời gian gần đây thì hôn con nhiều hơn, thì ngày hôm nay ngay tại đây mình hôn nhau một phát em nhé. Trời ơi. Dạ. Tôi xúc động quá đi mất thôi. Đấy. Vì tôi quay đi. Tôi quay đi. Xúc động lắm à. Dạ, con muốn là cô và anh chứng kiến nụ hôn này. Chứng kiến luôn. Dạ vâng ạ. Lần đầu tiên và mấy năm nay thì nụ hôn nó hơi chớp nhoáng một chút xíu. Thì hôm nay mình làm lâu một tí em nhé. Chứ là lãng mạn lắm mạn, nhưng mà con người anh là nó vẫn nhây nhây một chút xíu, nên là cuộc sống nó phải vui đưa mồm đen. Rồi. Đẹp quá. Nhiều quá. Hôm nay là chắc là lần đầu tiên mà hôn lâu như thế ở trước máy quay với lại công khai đấy. Công khai luôn đấy. Thôi bây giờ chúng ta đến lời chúc của ông mụ nhé. Rồi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Mạc Văn Khoa, Hà Dư Vi sau chương trình này các em sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa.
chúc cho hai đứa. Trong năm nay, bác sĩ báo tin vui, và qua năm sau sẽ xuất hiện cậu ba bún đậu đến với gia đình họ Mạc. Và đây sẽ là tin vui cho cả hai bên gia đình. Trời ơi, dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, tạm với một người ăn bún đâu bầu đó như anh ấy thì em thấy rất là vui luôn. Và hy vọng rằng điều chúc của anh sẽ thành hiện thực ạ. Yên tâm. Con mà nhận được miếng cước chùi nồi là coi như xong. Là đúng rồi. Là đúng xong rồi. Luôn. Đó là nghèo đó. Đó, giống em đẹp hơn mà. Ờ, dữ dội ha. Lần đầu tiên tôi gặp ông chồng như là tự tin nó tôi đẹp như vợ. Không, nên nó phải tự tin nó sống lâu được. Đó, rồi giới thiệu cho mình đi. Em tên là Phùng Ngọc Di, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm giao nhận. Con em? Em tên là Vũ Châu, em 25 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Chắc có lẽ là em đi giao hàng bởi vì mới gặp Vũ Châu. Dạ không, tại vì lúc em gặp vợ em là còn đang thất nghiệp. Đang ngồi uống ở quán nước của một người bạn mở. Bữa đó thì vô tình gặp được vợ em. Thì bữa em ra mà hai đứa có tiền đâu, chỉ đủ tiền uống con ly đâu má à. Mà ngồi suốt buổi nói chuyện vậy chứ. Mà cũng thèm hỏi à, em uống gì kêu thêm ly. Mà đã vậy lúc tính tiền chứ hả. Bạn em cũng nói giỡn, nói thôi anh sẵn tính lương quay ly của em đi. Chà, không, lúc đó là em thật thà thì em nói anh trả lời uống câu. Anh nói ủa anh đâu uống đâu, chuyện phải trả anh tự trả đi. Trời đàn ông như tại lúc đó cũng nghĩ trong đầu thoáng lắm, mình thất nghiệp chắc mình cũng không muốn quen ai, thôi kệ vui nói chuyện bạn bè thì thôi. Lúc đó anh thấy ảnh chọn người đẹp trai trắng trẻo hết sao duyên quá. Thôi nhưng mà không ấn tượng tốt về em. Dạ đúng rồi. Vậy thì sao hai người lại đến được với thì nhau? Thì qua lần sau nữa là cũng vô tình gặp lại ở ngoài quán luôn. Là lúc đó là một đám là tụ tập lại tính là đi mua sắm quần áo Tết, không đủ xe. Em mới nói thôi hai bạn ngồi đây chờ chút xíu đi, mình về kiếm xe thôi đủ rồi chở đi mua đồ luôn. Nhưng mà đi vòng vòng đâu có đủ xe đâu, thôi nguyên đám đi luôn, bỏ hai người này ngồi đó. Ngồi đây 2 tiếng đồng hồ mà không thấy ảnh đi ra, mà nó chở người sau kỳ cục á, không ra cũng nói điện thoại nó anh tiếng hàng sao đi. Cái em mới tức quá, kêu nhớ bạn thôi mày điện thoại mày chửi nó, tao tức quá tao chịu không được. Đây mua đồ đi. Mà nghe bạn điện qua, ủa bạn của mình trước giờ đâu biết chửi ai đâu, mình cũng cho leo cày hoài đâu thấy nói gì đâu. Rồi tự nhiên sau bữa nay tự nhiên lại điện qua chửi. Rồi suy nghĩ rồi biết ra là cái người kế bên, thành ra mới nói thôi mai đi. Và mình mời hai bạn đi karaoke lại cái như là xin lỗi. Mời đi karaoke, trong lúc nói chuyện qua lại thì thấy vợ mình lúc đó thì thấy nói chuyện rất là thẳng thắn. Có sao nói vậy anh nha, cũng từ đó cũng hơi để ý tới. Mà em thẳng thắn sao mà tạo ấn tượng với chồng em vậy? Thì nói chung cũng mới quen, không có chửi nặng, chửi nhẹ nhẹ thôi. Anh phải đàn ông không? Nghĩ sao mà cho người ta con gái người ta leo cây như vậy? Đó là em làm trận xong rồi cái lúc mà đi về thì có ấn tượng tốt lại với ảnh là tại vì lúc mà đang chở em cái đốt điếu thuốc hút, anh hỏi em mà em ơi anh hút thuốc có sao không? Lịch sự lắm luôn. Cái nói cho anh này được nè nha, hút thuốc cũng hỏi vậy được á. Cái em mới nói không sao đâu anh, cứ hút đi. Cái nói thôi để anh bỏ. Chính vì con này không thích hút thuốc cho nên là em bỏ luôn. Dạ không. Giờ hút còn hơn. Chỉ là nói cho có lúc mà mới quen mình tạo được cái ấn tượng lại sau cái việc mình làm xảy ra đối với người ta. Bao lâu thì hai bạn mới là kết hôn? Khoảng 2 năm. Thấy để ý vậy nè, cái chuyện tình yêu của hai bạn này á là từ đầu á là không có giấu giếm nhau gì hết trơn. Tật xấu là coi như là nói ra hết luôn á, không có che giấu, không có gì hết trơn á. Vậy thì sau khi á mà lấy nhau rồi á thì hai bạn còn thấy những tật xấu của nhau không? Lòi ra nhiều lắm. Lòi nhiều lắm. Lòi nữa luôn rồi. Xưa lòi là có hạn chế, còn giờ là lòi tàn lạc luôn á. Không cần ví dụ tàn lạc là gì? Nghiện bia. Ngoài bia ra nghiện gì nữa? Nhậu. Nhậu. Lúc đầu là em cho đi nhậu, phải đúng giờ 10 giờ về cho em, không được đi quá. Quá 10 giờ là em điện tắt máy, tắt nguồn luôn á. 12 giờ mấy gần một. Ủa 12 giờ mấy về rồi có bị có bả về mà có chửi không? Dạ thì cũng không có chửi, về tới nhà lúc đó cũng khuya, khóa cửa phòng thôi. Mà cái cửa phòng em thì có cái lỗ thông gió bên hông á, là đi theo cái men tường đi vô được. Tưởng vợ ngủ rồi, cái đầu vô vợ nó có con câu à, biến ra. Tôi thấy hả? Đang cũng còn đang thức đang tức mà đâu có ngủ được. Gõ cửa phòng cái em đâu thèm nghe. Không lén 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 không vừa chui vô không vừa mở cứng đút cái đầu vô. Biến nha. Anh biến nghe hả? Mày biến đi nha. Trời ơi má ơi. Xong rồi. Anh nói à, ờ thì biến thì biến. Khi nóng giận chửi lộn thì mày tao chứ đang chửi lộn mà kêu anh em không có được. Em biết tính vợ em mà mỗi lần nóng giận lên thì sẽ có xảy ra những cái lời nói không nghe, không lọt lỗ tai. Nhưng nếu mà em nói lại á thì chuyện nó sẽ kịch tính càng lúc càng trầm trọng hơn. Cách mà giải quyết tốt nhất á là mình cứ im lặng mà cười. Xong đi rồi mai là mình xử sao. Nhưng mà em biết tốt không, thấy vậy em khó chịu quá. Xí xí hỏi nhỏ này, hai cái răng này là do tự nhiên hay là do em quýnh vậy? Không, cái này là do một lần xảy tay đang lưu thông mình ra bị trượt bánh á. Ông chị chỉ lo cho em thôi chứ còn cái này mà nguyên nhân là do mà nhiều khi tức quá đâu chịu nổi. Không, em tức em không có quýnh ảnh đâu, em đập đồ thôi. Ủa em cái lần mà em nóng tính nhất là em kêu chồng em là bằng mày thôi hả? Chứ có lần nào mà dữ dội hơn nữa không?
có lần ảnh đi nhậu, nhậu từ buổi trưa nhậu tới chiều luôn, điện mà không bắt máy, không biết là đi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không. Rồi lúc đó sao? Đi nhậu xong về thấy tình hình cũng căng lắm, tại bước vô nhà thấy bình thường là ở nhà cũng vui lắm, mà sao bữa nay ở trong nhà sao thấy em vui mà không ai hết, thấy cũng kỳ kỳ rồi. Mình nói mình có lỗi, vô nhà xin lỗi chứ em có vô nhà cái leo lên lầu lấy đồ đi tắm. Quay qua dập dở cười cái quá trời luôn. Rồi sao? Ảnh vô anh tắm, đứng ngoài còn tắm em chửi tiếp. Thì lúc đó thì mình biết cái lỗi mình hơi bị nặng. Thì những lần trước mình rút kết là lần này mình cứ việc im lặng. Để coi tình hình diễn biến nó xấu đến mức độ nào mình sẽ xử lý mức độ đó. Mà xấu nhất là mình nên biến ra khỏi nhà. Chứ để trong nhà nó sẽ cháy nhà. Cái lần nó xấu làm sao? Lần đó là tiếp theo. Thì ảnh em chửi mà ảnh cứ nằm ảnh ngủ hoài à. Cái gì mai nói đi em ơi, là anh buồn ngủ quá em ơi. Em nói thôi đủ rồi, em lên làm gì dữ vậy, em điên hả? Em vừa nói xong mà em bỏ đi vô phòng lấy kéo. Trời ơi. Anh dí theo cũng chụp lại liền. Mà thiệt chứ trong phòng kiếm cái kéo cổng ra thì giả bộ mà vậy thôi. Đó, em sợ thiệt không? Thì những lần trước không bao giờ xảy ra cái hành động. Lần này thấy vậy là thấy không ổn rồi. Nếu nằm là thế nào? Hậu quả thì không có cái này cũng sẽ có cái kia. Thì anh ra mới ngồi dậy mới nói chuyện thôi, là em năn nỉ thôi, lần này thôi anh không có nhậu nữa, anh bỏ nhậu luôn, anh hứa với em mai mốt anh không nhậu nữa. Nhưng thiệt sự em hứa đúng lời hứa của em, mai mốt em không có nhậu, mãi mãi về sau vẫn nhậu như thường. Ê, bây giờ em muốn chồng em thay đổi gì? Đừng có vô tâm quá, chưa bao giờ quà sinh nhật mà em được nhận hết á. Toàn là sinh nhật em hồi nay em ăn gì, anh chở em đi ăn. Mà em đâu có cần ăn, em nói hả, ủa ăn mình tôi đi ăn được hả, mắc gì ông chở. Nó thôi đi ăn đi cho anh ăn ké chứ. Ví dụ như nếu như mà chồng em tặng quà thì em sẽ mong chồng em tặng cái món gì? Tại vì chưa một lần được tặng nên là tặng giờ tặng gì cũng vui. Cục kẹo em cũng thấy vui. Có như một cục kẹo cũng vui, một đóa hoa cũng vui đúng không? Còn dù em có muốn vợ em thay đổi? Dạ em bớt nóng tính này một chút. Nhưng mà em cảm thấy là mình sẽ chịu đựng được cái chuyện này trong trong bao lâu? Thì nếu như em nghĩ á, nếu em kéo dài tình trạng mà xung đột dài quá sẽ ảnh hưởng tới con. Thành ra cũng sẽ suy nghĩ nếu một thời gian sau nữa mà vợ không thay đổi cũng có thể là rạn nứt ở trong gia đình. Cũng muốn vợ là sẽ thay đổi bớt đi cái phần lớn tiếng nóng tính. Đừng có hở lên là nói à, tính em vậy, tính em vậy. Em thấy chồng em tâm sự vậy em thấy hợp lý không? Cũng hợp lý nhưng mà hơi bị khó thay đổi. Tại ảnh còn thay đổi không được mà huống chi em. Khi em nói nhìn nhỏ bạn trong chỗ làm em á, nó vừa ăn sáng xong cái chồng điện thoại, em ăn gì vậy, em ăn sáng chưa. Ngày nào hai người cũng giống như là trả lại, ngày nào hai người cũng nói vậy đó. Thấy vậy em cũng về em cũng nói chồng em, trời ơi anh ơi, thấy người ta hạnh phúc quá à, còn anh nó nguyên ngại làm á, không bao giờ mà thấy mày nhắn tin, ủa em đang làm cái gì vậy, ủa em có đói bụng không, không bao giờ mà nhắn tin hỏi, khi mà cảm thấy ganh tị người ta dễ sợ luôn. Ảnh vô tâm lắm, em thích là quan tâm hỏi han em nhiều hơn. Chị không biết em như thế nào nhưng mà chị á, ví dụ như có cái người, những cái người bạn đồng nghiệp thôi mà có những cái xung đột với nhau á, nói lớn tiếng hoặc là có cái sự tranh luận á mà xưng hô là mày tao thôi nha, thì sau cái lần đó là tự bản thân chị cảm thấy chị không muốn gặp cái người đó nữa. Và nếu có gặp mà để bắt buộc trong cái môi trường mà phải làm việc chung thì chị làm việc cũng rất gượng gạo, chị không thể nói chuyện được một cách bình thường như ngày trước nữa. Thì chị nghĩ đó là chỉ là bạn bè mà mình đã có cái cảm xúc đó, thì trong vợ chồng thì chị nghĩ rằng cái cảm xúc nó phải nhân lên nhiều. Bây giờ em nói là em không sửa được thì chị ghi nhận cái chuyện đó như một lời tâm sự của em thôi. Nhưng mà chị cũng đã nghe cái lời tâm sự của chồng em rồi, thì chị thấy rằng là cái tâm sự của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Tại vì nói gì nói, khi mà mình sanh ra đời, ba mẹ mình đã vì mình nuôi mình khôn lớn, chỉ mong cho mình được hạnh phúc thôi. Thì cũng y như mình, sau này mình sanh những đứa con của mình ra thì mình cũng chỉ muốn nó được hạnh phúc thôi, đúng không? Thì nó sẽ hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc từ khi nó được sanh ra đời, nó ở bên cạnh mình cho đến khi nó trưởng thành. Thì chị mong rằng là nếu chồng có những cái mà chưa vừa ý thì trước hết mình hãy vì con, để cho nó hưởng đúng cái hạnh phúc mà khi nó được sinh ra trên cuộc đời này. Mấy đứa nít giờ nó khôn vô cùng, thấy cha mẹ xung đột hoài nó không có vui đâu. Dạ. Nó cũng hiểu ha, nên thấy thì nó cũng nhiều lúc nó cũng ngồi nó cũng buồn lắm. Nhiều khi mà gây lộn xong mà em ngồi khóc, cái thằng lớn lại hỏi hả, ủa sao má khóc vậy? Cái ba nó mới la, mày xuống tắm đi, nhiều chuyện quá. Trời ơi, để con lo cho má trước đã. Đó làm y như là mình làm với má vậy đó. Bởi vậy cho nên thôi bây giờ tụi em sau cái chương trình này rồi thì chị nghĩ hai bạn nên có những cái ngồi riêng với nhau, uống cà phê, uống nước, bắt đầu tâm sự với nhau tất cả những cái mà mình uất ức, mình ấm ức ở trong lòng mình nói ra, để mình tìm một cái hướng tốt đẹp cho, tìm pháp cho cả gia đình mình. Thì cảm ơn hai bạn. Má phúng phính giống nhau á. Nó nghe nè, cái cặp này giống nhau quá à. Giống lắm luôn á. Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng
hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai trong một đó. Hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần. Rồi tới con. Dạ Từ. Từ hả? Dạ Diệu Từ. Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn Từ. Dạ. Tuấn Từ. Thuận. Đó. Đó. Tuấn vẫn tờ không ạ? Tuấn Từ Tuấn, Thuận. Từ Thuận. À, ba tờ. Dạ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Thế hả? Dạ. Chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng xe rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Nhiều. Dạ đúng chắc rồi. Mình này chắc ghen lắm không? Dạ. Chứ con không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu. Hỏi sâu nha. Đúng rồi. Bây giờ Tuấn Từ. Sao bây gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Đoán nữa. Hồi không đoán đâu ơi. Đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối sâu mà mắng vô mặt tôi. Tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp thấy... lái xe tự nhiên coi như nhỏ bước lên xe cái hả trời mình quá vậy, sao giống em mình quá vậy, sao giống mình quá vậy hả, rồi hai nhỏ kia cũng hả sao cho tài xế giống mình y chang vậy, để ý tâm nhau. Sự với nhau, tâm sự với để nhau, để nhau sau cái chuyến xe đó để nhau rồi. Đúng không, đúng không, dạ không hai chị em mình không có dính gì làm thầy bói được. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2. Xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á. Xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Anh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á. Sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn, cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi, ủa Tuấn, giờ chú hỏi con nè, ủa sao con lại gặp cô này, cô bạn cũ lại nhắn tin, coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình biết trạng là bạn của cũ con không? Như nào? Dạ, biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì cũng đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho mình cổ thôi? Mình ên bé Từ thôi. Nhắn cho mình ên mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy trong khi người ta chỉ có tin con nói? Ông lúc đó thì đang chạy lấy xe mà đang ngồi đợi khách thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen bạn cũ thì mới vô mới mình mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Thì bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Nhưng mà lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. Lúc không con chưa có bồ. Dạ. Còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà không trả lời Tuấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện á xảy ra trong công ty. Cái con ép. Dạ đúng rồi. Cái con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá mà, biệt đó kiểu. Dạ đúng biệt rồi đó, không? Hay gặp chung với nhau với bạn giám thị á chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong rồi ghét nhau lắm. Ngồi sau lưng bàn của con nữa. Xong rồi mỗi lần đánh lộn á là đẩy cái bàn lên. Cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không là học tới ngày quýnh lộn. Rồi hả, gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu. Con cứ hả mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ hoài không hiểu ha. Trời ơi sao tội nghiệp ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn á. Thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh con, phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn
ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Dạ. Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp, trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Chọc dạo vậy đó hả? Dạ. Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ thì ổng giống như trai em vậy đó. Ừ, đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh này, nhỏ ngồi siêng năng học đó thì... Đúng rồi đó cô Hồng Vân. Đúng không? Đúng không? Chang luôn. Mà không đánh lại nó. Đúng rồi. Nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó, đúng không? Đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa? Trời ơi, đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, cho nên là sau khi gặp lại, anh nhìn thấy cô gái này. Dạ. Có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà vậy. Mặn mà đâu, đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả đậm như chai nước mắm vậy. Khen ta là nước mắm á trời. Kỳ cục thật ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ông không có so sánh con á, là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57kg à. Còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều luôn. Rồi đó. Bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, đúng mày. Rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy ảnh có một gì có thay đổi không? Không? Và có ấn tượng gì cái thằng mà nó hay giật đầu con mình sợ không? Bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn, xong rồi á hai con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không Tuấn? Lúc đó thì con nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay. Hợp chúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tân? Khó. Dạ, cũng nói khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á. Mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị. Xong rồi bị siêu lòng. Rồi lâu đó. Ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho ta nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng, ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy đó. Là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo bọc thì đã thiệt sao đi kiểu không, đó lúc chứ. Đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi cho ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng á con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này? Con quên nhớ luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày chưa sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè, khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi. Đúng không? Là con mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi.
Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi, cái bụng mỡ bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, lâu rồi con ôm luôn á. Hay là không mới cái gặp ngày đầu luôn. Tiên con gặp là con đã ôm luôn. À, là ba khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình ôm. Là thích đúng không? Rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên trời ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, dạ. Tấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Đó. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh. Như là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi. Nói một lượt á. Mở mở ra cái nói một lượt á. Rồi. Sao con? Qua ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn con tỏ tình. Là 29 đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Rồi vậy là hên rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con nói thì sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau, có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi. Con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Chị bị siêu liền. Siêu liền, có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn. Nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hôn nhau cái nhẹ không? À, thì hôn đậm không? Hôn đậm không? Không, hôn nhẹ thôi. Hôn đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thịnh. Rồi. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có đó, cãi lộn không? Dạ bạn có bè thời yêu gian nhau đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi á hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về xong rồi tới 10 giờ tối gần 11 giờ cái nói anh ơi em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Cái xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Đó. Ở ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không thật ngủ luôn. Thật sự sao phải ăn hải sản hay sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Rồi sao còn chuyện cùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ. Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa chưa? Chia tay dạ có, có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm, anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là hà phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm. Hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, giải cũng không có được cho nên gặp chấm ra cái xong máu nó cũng dỉ tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi, cái bạn con á chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tấn lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay thấy rạch dữ lắm mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Thì là sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Sao?
gửi lại cái hình cho con, nói ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê mày. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm, nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi hả nó chảy ra rồi hả mình mới chết được, chứ hả gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em, cái hả con nói là ăn rồi, mới vừa hả đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con ủa em ship gì vậy, em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian nó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặng hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, đặc quỷ. Quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ là... Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi nó. Đó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm 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 vậy. rồi xong rồi, tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề, tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dạ, dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm. Dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Đúng luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng. Ủa, rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng. 6 tháng, 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng rồi. Có một thời gian, đúng không? Rồi cứ là... vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào, Tuấn nói trước đi. Dạ, tính xấu của cô Từ, cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì... cứ từ từ gãi nha. Cưới nhé. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con gái mà bừa bộn rồi, nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi, nó bừa bộn cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á, thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong, có cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ trọng. Thì đó. Đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ mà của chị á, thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi, ủa đồ em để đâu? Trời. Là con phải chạy về lấy. Thì con có, ủa đồ của em mà sao anh biết tưởng nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. À, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà dễ sẽ nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ngớm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài, con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả anh đem lên anh cất lên anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Rồi giờ tiếp tục đi con. Đó còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn á. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè, cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi. Rồi có lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì mà con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ 5 giờ cũng kêu bà đi chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Bà trang điểm. Coi là lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây như không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là không đâu nửa tiếng, một tiếng đồng hồ luôn á. Dạ, vợ con là vô lịch rồi. Đó. Bà không biết cái vô trong toilet làm gì, tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Dạ, vô trong toilet là một tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ, cũng nhây lắm. Vẫn nhây. Ví dụ, vẫn nhây sao?
nửa đêm nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi, mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lay con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ, đừng có huông á. Đừng có huông á, cái này nó thích 12 giờ, sao qua 12 giờ kia. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hớt lắm, muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Nóng đúng lắm rồi, mà. Trời con nhiều. Nóng ngỏ lắm rồi đó. Tức ảnh nó hà lạ hà lề mà. Cô không có nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà, mình tẩy tế bào chết xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu rồi mình xả, nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương lạ hà, à mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi hà, lông mi có rụng cọng nào chưa đó, thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet. Rồi làm biếng, ảnh rất là làm biếng đi tập gym, ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm, nay anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à, anh đau đủ đầu lý do. Đủ lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà, bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi, ảnh cũng bắt chúa con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ cái bắt đầu á hà đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá anh sốt rồi run, cái khều khều con em lát mà hà anh giật á, em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi trên bị tăng xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói á tụi biết á, xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn nó, xong mà tỉnh liền. Con cháo gà thì là cháo là có con gà thịt gà đàng hoàng, nảy xuống nấu cháo gói bỏ khô gà. Trời ơi, gọi là cháo, cháo gà đó chứ một gà, cháo gà cái lá chanh khô nữa tổng lên đốt ngoan họ kêu là cháo gà. Thì đúng là rồi, cháo gà. Cháo gà, cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa. Con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn. Ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng Vân. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con. Nghe. Rồi. Rồi còn gì nữa nè? À có một cái tật là lúc mà chưa quen á, á không chưa có cưới á, là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra, mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó xong ông sĩ diện á, đúng rồi rất là lịch sự luôn. Cưới về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa gì vậy, anh đau bụng mở cửa cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, đánh răng là anh chạy vô. Cái xong ấy hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy. Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi em biến thái quá tôi. Rồi à, có tiếp có đi những, con, tiếp dạ, đi, tiếp đi. Trời ơi nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. À, lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày còn 6 ngày á là những cái ngày con lụng dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần có khi 3 tuần, còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con lụng dâu á là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Giờ công em việc. Nó đi đó em nó đi xa rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò bỏ thêm đậu hành thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về mèo 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 mèo. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Hay quá. Có gì được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thấy không? Dạ đúng. Cho rồi. Nên là ảnh lại đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao á, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á là khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mẹ hỏi đi. Anh trốn em không? Không, công việc mà sao trốn. À, về có như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng không biết thôi. Đó. Dạ. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking á chú Quốc Thuận.
Xong rồi mà con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi, hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nghe em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi, chỉ làm gì? Trời ơi, bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Thôi đừng có chỉ cái chuyện của ta mà. Kỳ cục đó. Rồi, nói chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn. Rồi thương vợ xíu. Thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao Tấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ vậy thôi à. Chỉ có tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Em tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à? Khoái hả? Thì coi đó hay mà. Thà coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Không có nói chuyện. Hai đứa cùng coi một bộ phim nào đó rồi. Nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn, ví dụ như đó có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó, cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó. Mình coi phim, đừng có coi phim bộ, coi phim tình lẻ cảm thôi. Tâm lý. Cái coi cái xong cái ví dụ như con muốn Tuấn cái gì á, cái con sẽ nói trời ơi anh ơi, đó cái kiểu vậy đó em thích đó, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy. Cái Tuấn nó chứ đó, rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không? Thấy nó này đó, cái kiểu vậy đó, cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con. Đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì, thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Dạ. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Nghe. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú.